mới nghe. Con chạy về trước bỏ nhỏ đi, cô ghé nhà ngoài lầu đù lậu cái chút cái, chừng tiếng hai tiếng con quay lại được cũng được không, chứ còn con nhỏ còn phải ngủ nghỉ ăn uống gì nữa. Thì không biết ra ngoài đó bao lâu. Nhà hai quẩn hả? Hai quẩn đâu? Nhà mình tí. Mình tí. Úc và chính. Còn hai quẩn ngay chỗ đối diện nhà con mười. Ờ. Ủa mình tí về nơi đó. Con hả? Thấy giờ đó. Chạy về đi, chiều chiều con chở con xuống. Nắng muốn con chết mà đi giờ theo anh hai okay. Nó dắt sao mình chịu nổi. Chở con xuống đi về về tối đi chơi được. Không, ok, okay. Về, về về đi về con. Xe đó nha. Con cái xe kìa. Con về cho đây chứ không hết đi. Mình ôn anh đi cho đã. Nói vậy cũng đi nghe được. Thì ai nhỏ ở đây chịu nổi cho được. Đi theo anh, sức anh, ai phải theo nổi. Không nổi, nhà chơi đi đó. Nóng giữa ngại. Đi thì tại không kêu xe hai bánh chở đi chứ. Nhân xe nữa. Đồng vậy xuống chất mồ, thả xuống chơi có chịu không hả?